những con quỷ từ quá khứ đã tàn nhẫn cướp đi cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi Ezic và Sally. Giờ đây, Ezic phải vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết để thách thức một sự trả thù dữ dội và hồi sinh người yêu của mình trong bóng tối hoàn toàn, nơi chỉ có công lý mới có thể dẫn đường cho anh ta. Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một cậu bé đi qua vũng bùn, cẩn thận cầm một túi nước nhỏ, có lẽ là dành cho con ngựa của mình. Thế nhưng, bất ngờ xảy đến khi cậu đánh rơi túi nước và hoảng loạn chạy đi, bởi đàn quạ đã tấn công và làm con ngựa của cậu bị thương. Cảnh tượng này lồng ghép với tương lai u ám, nơi cậu bé ấy, giờ đã trưởng thành, luôn bị nỗi đau đeo bám. Cảm giác cô độc và trống rỗng bao trùm, nhắc nhở rằng chỉ khi mất đi người mình yêu thương, ta mới thấu hiểu thế nào là sự tan vỡ không thể chữa lành. Ở một diễn biến khác, Sally nhận cuộc gọi từ bạn thân Sadie, người tiết lộ về một đoạn video kỳ lạ vừa được gửi cho người khác. Khi Sally mở tin nhắn, cô sốc khi thấy mình và hai người bạn, John và Sadie, xuất hiện trong video đó, kèm theo những tiếng thét đầy ám ảnh. Cả hai cô gái bàn bạc liệu có thể dùng video này để chống lại một kẻ bí ẩn nào đó. Sadie khẳng định kẻ này không phải bất khả chiến bại, nhưng Sally lại tin rằng hắn ta là thế. Họ quyết định rằng đã đến lúc trốn chạy và bắt đầu lại. Sadie lên kế hoạch đến đón Sally, nhưng bất ngờ, những gã đàn ông xuất hiện, đánh ngất Sadie và bắt cô đi. Hoảng loạn, Sally gọi cho John để báo tin, nhưng chưa kịp gặp cậu, cô đã bị cảnh sát bắt giữ. Câu chuyện trở lại với Ezic, cậu bé ngày xưa giờ đã trưởng thành, mang vẻ ngoài dữ tợn với đầy hình xăm, ám chỉ quá khứ không mấy êm đẹp. Ezic hiện ở trong một trung tâm phục hồi, nơi anh bị ám ảnh, bởi ký ức đau thương về con ngựa bị giết và những trò đùa tàn nhẫn của bạn bè. Số phận đưa đẩy Sally đến cùng trung tâm với Ezic. Trong khi đó, Vincenzo, một người đàn ông bí ẩn, tiếp cận Sadie, đe dọa sẽ đẩy cô vào địa ngục nếu cô không tiết lộ vị trí của Sally. Dưới sự điều khiển của Vincent, Sadie bị buộc phải tự sát. Ngày hôm sau, Sally gặp Ezic trong bữa sáng. Mặc kệ quy tắc nam nữ không được sống chung, cả hai bắt đầu trò chuyện. Họ dần mở lòng với nhau, nhưng ngay khi mối quan hệ đang phát triển, cuộc trị liệu lại chia cắt họ. Sally quyết định đến phòng Ezic, nhưng bị gián đoạn khi phát hiện luật sư đang tìm cô. Hoảng sợ, cô thú nhận nếu họ tìm ra, họ sẽ giết cô. Ezic, bị lay động bởi tình cảm dành cho Sally, quyết định giúp cô trốn thoát. Cả hai chạy trốn, tìm đến nhà một người bạn của Sally để trú ngụ. Sally nói với Ezic rằng anh có thể rời đi nếu muốn, nhưng anh từ chối vì đã yêu cô dù chỉ mới biết nhau chưa đầy một ngày. Họ nhanh chóng gắn bó, chia sẻ những khoảnh khắc thân mật và say đắm. Cả hai dường như lạc vào một thế giới khác, nơi họ khiêu vũ, uống rượu và hôn nhau. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy bị dập tắt khi thi thể của Sally được tìm thấy trôi trên sông và Vincent bắt đầu gặp rắc rối. Marine, trợ lý của hắn, báo tin về video buộc tội mà Sally và Sally từng nhắc đến, đẩy câu chuyện đến một ngã rẽ đầy nguy hiểm. Vincent, kẻ bí ẩn đứng sau những sự kiện đen tối, giờ đây bị đe dọa bởi đoạn video có thể buộc tội anh. Trong khi đó, Sally và Ezic, đôi tình nhân vừa chớm nở, đang tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời họ, xa lánh mọi hiểm nguy. Họ hòa mình vào âm nhạc Sally cất tiếng hát khi Ezic chơi đàn piano. Nhưng giữa khung cảnh yên bình, Sally đột nhiên nhớ lại những ký ức đau thương từ quá khứ. Ezic nhận ra sự thay đổi trong cô và nhẹ nhàng hỏi. Sally thừa nhận rằng cô từng là một thần đồng piano, nhưng mẹ cô đã đẩy cô vào những sân khấu không phù hợp với lứa tuổi, nơi cô chứng kiến và phải tham gia vào những điều tăm tối. Cô sợ rằng nếu kể hết sự thật, Ezic sẽ bỏ cô mà đi. Tuy nhiên, Ezic quả quyết rằng bất kể điều gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Ngay cả khi em nhảy xuống cầu, anh cũng sẽ nhảy cùng, anh nói, khẳng định tình yêu vô điều kiện. Sau đó, họ tham gia một bữa tiệc. Cả hai vui vẻ đến mức mệt lả và Sally quyết định đi lấy nước. Tại đây, cô tình cờ gặp lại John, bạn cũ của mình. John thông báo tin kinh hoàng Sadie đã chết và họ đang bị truy đuổi. Anh thúc giục Sally phải rời khỏi thị trấn ngay lập tức. Sally không thể bỏ Ezic lại, nên cô vội vàng tìm anh và cả hai nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Nhưng trên đường về nơi trú ẩn, họ bị chặn bởi những kẻ từng tìm đến trung tâm phục hồi. Bị trùm bao kín đầu, cả hai bị bắt. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như cái chết đã kề cận, nơi Ezic tuyệt vọng tìm kiếm Sally nhưng quá muộn. Sally đã chết. Ezic thoát khỏi bóng tối, nhưng nỗi đau mất Sally đè nặng trong lòng. Anh lang thang trong sự tuyệt vọng, lạc lối giữa những giọng nói vang vọng trong tâm trí. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện, giải thích rằng linh hồn của Ezic đã bị một con quạ mang đến thế giới của người chết. Đôi khi, con quạ nhầm lẫn và để linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Điều này khiến Ezic mãi không được tự do. Người đàn ông cho biết con quạ có thể dẫn đường cho anh để sửa chữa sai lầm, nhưng Ezic từ chối tin vào điều đó, nghĩ rằng tất cả chỉ là ác mộng. Người đàn ông đẩy Ezic trở lại thế giới thực, nơi anh tỉnh dậy với ký ức về Sally còn tươi nguyên. Khi Ezic tỉnh lại, anh nhận ra mình bị theo dõi bởi một đặc vụ do Marine cử đến, kẻ đang tìm kiếm điện thoại của Sally vì nó chứa thông tin quan trọng. Người đặc vụ nhận ra Ezic là cảnh sát và để anh đi.
Nhưng trong cuộc giằng co, Ezic đã vô tình giết hắn, bị thương nặng. Điều kỳ lạ là vết thương của anh tự lành lại, và Ezic nhớ lại lời của người đàn ông về khả năng tự chữa lành khi anh đi trên con đường sửa chữa lỗi lầm. Anh quyết định theo dấu con quạ và tìm thấy Sally ném mình xuống biển. Không ngần ngại, Ezic nhảy theo cô, một lần nữa bước vào bóng tối nơi chỉ còn một bước nữa là đến địa ngục. Tại đó, anh biết rằng cả anh và Sally đã chết. Người đàn ông bí ẩn xuất hiện, tiết lộ rằng những kẻ giết họ đã thực hiện một thỏa thuận với quỷ để đạt được sự sống vĩnh cửu, bằng cách đẩy những linh hồn vô tội xuống địa ngục. Nhiệm vụ của Ezic là tiêu diệt bọn chúng để cứu linh hồn của Sally và những người vô tội khác. Người đàn ông nói rằng Ezic giờ đã trở thành bất tử, và nếu tình yêu của anh dành cho Sally là thật, anh sẽ thành công trong sứ mệnh của mình. Ezic trở về thế giới thực, nhờ một người bạn xăm hình tạo ra vũ khí cho mình. Anh đến gặp mẹ của Sally, người mà anh tin là có liên quan đến những kẻ xấu. Nhưng khi đối mặt với bà, Ezic cảm thấy điều gì đó không đúng. Lợi dụng sự hoang mang của bà, Ezic lục lọi phòng và tìm thấy một tấm thẻ từ công việc cũ của Sally, dẫn đến một manh mối quan trọng. Với thêm thông tin trong tay, Ezic đối đầu với một tay lái taxi trung thành với đám kẻ xấu, để truy tìm thêm manh mối. Tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, buộc Ezic phải kết liễu hắn. Nhờ vậy, anh phát hiện rằng Magine đã liên lạc với tên tài xế để tiêu diệt John. Ezic lao đến nơi đó và chiến đấu với bọn xấu, không ai trong số họ nhận ra rằng anh giờ đây không thể bị giết. Trong khi đó, Vincent đến gặp mẹ của Sally, hỏi về người đàn ông đã đến thăm bà. Bà nói rằng người đó muốn giết Vincent vì tình yêu, tin rằng việc giết hắn sẽ giúp hồi sinh Sally. Vincent cười cay đắng, nói rằng Sally đã tự chọn con đường đó, hy sinh mạng sống để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Vincent cố gắng thuyết phục Sophia rằng những gì ông ta mang đến cho cô không phải là một món quà, mà là một lời nguyền. Dù vậy, Vincent vẫn muốn cô ở lại với con gái mình, và sử dụng giọng nói kỳ quái để xâm nhập vào tâm trí Sophia, điều khiển cô theo cách ông ta muốn. Trong khoảnh khắc đó, ta nghe thấy tiếng Sophia dẫn dắt con gái mình đi vào cõi chết. Vincent sau đó chuyển sự chú ý đến cô gái có tài năng âm nhạc xuất sắc, người đã xuất hiện từ trước trong câu chuyện. Vincent do nhanh chóng gọi cho Magine, bảo rằng cậu bé mà họ đã vô tình đâm xe có thể sống sót. Vì vậy, cô phải tìm và đảm bảo cậu không trốn thoát. Trong khi đó, Ezic tiếp tục săn lùng John, bởi anh nhớ rằng Sally đã ở cùng John vào đêm xảy ra bữa tiệc định mệnh. John tiết lộ rằng Magine làm việc cho Vincent Joy, người đã mời họ tham gia các buổi tiệc bí ẩn nơi Sally từng chơi piano. Nhưng rồi, mọi thứ đột ngột trở nên tăm tối. John nói thêm rằng Vincent có giọng nói kỳ lạ, có khả năng điều khiển người khác, khiến họ làm bất cứ điều gì ông ta muốn. John hối hận vì đã quay đoạn video, nhưng Ezic chỉ lặng lẽ khẳng định rằng, giờ đây anh sẽ hoàn thành điều mà Sally không thể. Sau khi John biến mất, Ezic nhớ lại nơi bí mật mà Sally từng chia sẻ với anh và tìm thấy chiếc điện thoại chứa đoạn video bí ẩn. Khi xem xong, Ezic nhận ra rằng Vincent đã thao túng Sally thông qua giọng nói để buộc cô thực hiện những hành vi đen tối. Ezic tiếp tục bước vào bóng tối, nơi người đàn ông bí ẩn xuất hiện lần nữa và cảnh báo anh rằng tình yêu của anh đã bị hủy hoại bởi sự nghi ngờ. Người đàn ông nói rằng vì sự nghi ngờ đó, linh hồn của Sally đã bị mất mãi mãi, và giờ đây, Ezic đã trở thành một phần của bóng tối. Nhưng Ezic quyết tâm cứu Sally, đưa ra một đề nghị anh sẵn sàng trao đổi linh hồn của mình để đưa cô trở lại. Dù người đàn ông cảnh báo rằng họ sẽ không bao giờ còn có thể ở bên nhau, Ezic vẫn không dao động. Họ tiến hành một nghi lễ đẫm máu, cho phép Ezic bước giữa các thế giới để sửa chữa những sai lầm. Trở về mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Ezic nhận thêm một hình xăm mới với dòng chữ khóc sau, và chuẩn bị đối đầu với kẻ thù. Khi Vincent và Magine nghĩ rằng họ đã giết được Ezic, anh xuất hiện tại nhà hát Opera, nơi cả hai đang ẩn náu. Với sức mạnh mới, Ezic dễ dàng tiêu diệt những tên tay sai, cuối cùng đối mặt với Magine. Trong lúc này, cô thú nhận rằng Vincent đang trốn trong ngôi nhà nhỏ của cô, và cho Ezic địa chỉ, trước khi anh kết liễu cô. Ezic đến ngôi nhà nhỏ của Vincent, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chải tóc và chờ đợi. Họ đối mặt, và Vincent tiết lộ rằng dù Ezic cứu được Sally, cô cũng sẽ không muốn quay lại, vì tình yêu trong cô giờ chỉ còn là sự căm hận. Nhưng Ezic nhớ lại lời hứa của Sally rằng nếu em khó yêu, hãy cố gắng yêu em hơn, quyết tâm không để bị thao túng. Cuối cùng, Ezic kéo Vincent xuống địa ngục, mang theo tất cả tội lỗi và sự hủy diệt của hắn. Sally trồi lên từ biển sâu, tưởng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng Ezic an ủi cô rằng mọi thứ đã ổn, dù anh không thể quay trở về bên cô. Họ cùng khóc trong khoảnh khắc chia tay, và Sally được cứu sống, còn Ezic rời khỏi thế giới. Một cảnh sát từng hỗ trợ Ezic kể với Sally rằng Ezic đã chiến đấu đến cùng vì cô, và tình yêu của anh sẽ sống mãi trong trái tim cô. Ezic khẳng định rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, nhưng cho đến lúc đó, hãy giữ lấy ký ức về tình yêu hoàn hảo ấy đôi khi, như thế đã là đủ. Nếu thấy hay hãy để lại một like, share và nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo video mới nhất.